Nho xanh thì hôm nay không có hàng nha mọi người. Bữa nào có nho xanh em shop. Bữa nay là chỉ có nho đen thôi nha. Mấy bạn nào mà có tiệc mà đãi cho khách mà VIP á, nói chung á là với nhà mình mà tiệc mà trong gia đình thân thiết không á. Chút xíu nữa giờ, chút xíu nữa. Đây. Dạ. Mỹ đen nha mọi người. Đây là nho mỹ đen nha. Một hộp nó như thế này ha. 2468 là hàng mới về nha mọi người. Lô này phải nói là cực kỳ xuất sắc nha, hàng này hàng mới nha. Đây mấy bạn. Cái nho đợt này nho đen rất là xuất sắc luôn chứ không phải như mấy bữa hổm. Vỏ nó không dày. Nho ngọt, không hạt. Mấy bạn mua nguyên một thai như thế này. 8 túi. Là một chai mốt, là một chai mốt nha. Còn nếu mà mấy bạn mua ký, bữa nay nó lẻ nhiều ký luôn, nó đang bán nhiều ký. Có lẽ là 170k mua nguyên hộp á là 101 mấy bạn ok, mấy bạn nhắn cho mình nha, lô này là lô mới nha. Xuất sắc luôn, thật sự lô này quá VIP. Nhìn nó đã gì đâu. Hàng mới về. Đây. Trái cứng ngắt luôn.